Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phát biểu thảo luận về dự án đường vành đai 4. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nhận định hai dự án là cần thiết và cấp bách, tạo ra không gian phát triển mới, gia tăng kết nối liên vùng. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên khẳng định việc đầu tư dự án đường vành đai 4 là động lực để thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt kinh tế xã hội. Tuyến đường sẽ có phần kết nối nhiều khu cụm công nghiệp, khu đô thị, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Việc chia nhỏ thành 7 dự án thành phần kêu gọi hợp tác công tư giao cho các địa phương thực hiện theo hình thức cuốn chiếu là giải pháp cơ bản để bảo đảm nguồn vốn, rút ngắn tiến độ dự án. Để triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu nêu trên, đề nghị chính phủ, các bộ ngành, nhất là các địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư, nhà thầu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho công tác giải phóng mặt bằng. Vì diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, khoảng gần 1.400 ha, thời gian từ nay đến năm 2024 phải hoàn thành. Có giải pháp để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, làm tốt việc thực hiện, việc chỉ định thầu đối với những gói thầu được phép thực hiện, nhưng phải lựa chọn được nhà thầu có năng lực uy tín để tham gia thực hiện dự án. Thực hiện tốt việc quản lý đất đai dọc tuyến đường ngay từ khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chờ dự án để đòi bồi thường, hoặc xây dựng trên hành lang giao thông. Đồng thời cần có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các địa phương có dự án đi qua trong quá trình lập thẩm định phê duyệt dự án, để địa phương chủ động trong việc bố trí vốn, bố trí địa điểm tái định cư ngay từ ban đầu khi dự án được phê duyệt. Làm tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân ở địa phương nơi có tuyến đường đi qua để nhân dân thấy được ý nghĩa tầm quan trọng dự án để đồng thuận, ủng hộ cho việc giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, quan tâm thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi nghề, phục hồi sinh kế để ổn định cuộc sống cho người dân đã dành đất cho dự án. Đại biểu tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị nghiên cứu làm rõ phương án giải phóng mặt bằng, làm rõ lộ trình đầu tư, rà soát để thiết kế và bố trí hệ thống thu phí, trạm dừng nghỉ, cầu vượt, hầm chui, đặc biệt là các nút giao trên tuyến, đảm bảo phù hợp, có tính kết nối với hệ thống giao thông trong vùng, từ đó phát huy hiệu quả theo đúng mục tiêu của dự án.